さん、こんにちは。私はハリンと申します。今、アズラ日本語センターの教師です。Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Linh và hiện tại thì mình đang là giáo viên tại Nhật ngữ trực tuyến Azura. Như mọi người cũng đã biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất là nhiều đến hoạt động học tập của mọi người. Chính vì thế, thế nên là bây giờ thì mọi người đã chuyển sang một cái cách học rất là hiệu quả. Đấy là cách học trực tuyến ở trên cả thế giới hay là cũng như Azura thì bây giờ mọi người đều sử dụng cái phần mềm Zoom. Và mình thì mình nghĩ là đây sẽ là một trong số những cái phần mềm mà nó mang lại nhiều những cái tính ưu việt cũng như là những cái lợi ích. Phần mềm Zoom là một phần mềm rất là dễ sử dụng và nó không phân biệt là bạn là người trẻ tuổi hay là bạn là một người không giỏi công nghệ cho lắm, bởi vì nó rất là dễ sử dụng và nó rất là tiện lợi, đặc biệt là với những người mà ở xa như là các bạn du học sinh này, các bạn thực tập sinh đang ở bên Nhật. Ngoài ra, ưu điểm của Zoom đấy là có thể cho những người nào mà đi làm này, bận rộn này, họ mọi người muốn học tương tác như là một lớp offline nhưng mà không có cái cơ hội để tham gia, thì sau đây mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu cái phần mềm này làm thế nào để sử dụng nó và tải nó như thế nào, thì mọi người cùng xem với mình nhá. Ở phần mềm Zoom này thì mình có thể vừa sử dụng được cả điện thoại lẫn cả máy tính. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài đặt phần mềm Zoom này qua điện thoại trước. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào cái phần mềm Chat Play, đấy là cửa hàng ứng dụng nào Google Play đó. Sau đấy thì mọi người sẽ search là Zoom. Đó, và mọi người sẽ thấy là nó là cái phần mềm Zoom Cloud Meeting này, thì mình sẽ ấn vào cài đặt. Đó, mọi người chờ một chút. Đó, sau đấy thì mình sẽ ấn vào mở. Đó, đối với các bạn mà sử dụng iOS thì nó cũng không có khác biệt nhiều, thế nhưng mà mình sẽ vào App Store. Đó, và mình sẽ ấn vào cái tìm kiếm. Mình sẽ tìm vẫn giống y hệt như thế, mình sẽ vào phần mềm Zoom á. Nó là Zoom Cloud Meetings. Đó, và sau đấy thì mình sẽ tải về. Và khi mà mình tải xong thì nó sẽ hiện ra giống như là vừa lúc nãy, mình cũng sẽ ấn luôn vào mở ha. Và mọi người thấy không, cái giao diện nó giống y hệt bên cái phần của Android. Ở hiện tại trên cái màn hình ý, thì mọi người có thể thấy là nó có một cái, đấy là có cái sign up và sign in. Thì nếu mà mọi người đã có cái tài khoản rồi hoặc là mọi người đã có sẵn cái meeting ID, có nghĩa là địa chỉ lớp học, khi mà các giáo viên đưa cho mọi người thì mọi người có thể đánh luôn, nhập luôn cái địa chỉ lớp học vào đây. Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau join vào một, tham gia vào một cái lớp học xem là có gì đặc biệt nha. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái meeting ID và mình đổi tên của mình. Mình không để cái này, tại vì mình muốn bật cả tiếng lẫn hình ảnh. Đó, và mình sẽ nhập cái mật khẩu của lớp học vào ha. Đó, ok, got it này. Cho phép Zoom chụp ảnh và quay video, mình cho phép. Đó, và sau đấy thì mình sẽ ấn vào là join cùng với cả việc là mình vẫn giữ video. Đó, và các bạn nhớ nha, khi mà nó có cái này á thì nhớ ấn vào là Hold via device audio nha, để cho phép Zoom ghi âm và để cho mọi người nghe được cái tiếng. Đặc biệt thì với một cái giao diện của lớp học trực tuyến thì mình sẽ có 3 nút chính. Đầu tiên là bạn bật tắt tiếng. Thứ hai là bạn bật tắt video. Đó, thế nhưng mà ở trong Azura để có thể có cái hiệu quả lớp học cao nhất thì các giáo viên của Azura sẽ đề nghị các bạn là giữ cái video khi mà các bạn đang học. Còn bao giờ mà có giờ ra chơi thì mọi người có thể dừng video của mình như thế này cũng được. Đó, mọi người có thể tìm hiểu thêm những cái tính năng góc cuối cùng phía bên phải. Đó, thì mình sẽ ấn vào là phần chat này. Và bây giờ thì mình có thể gửi chat đến cho tất cả mọi người ở trong nhóm, hoặc là mình có thể gửi chat đến cho giáo viên. Đó, và mình sẽ gửi ví dụ như là sensei, chào sensei chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ gửi như thế này. Thì khi đấy thì mọi người sẽ đọc được cái chat của mọi người. Ngoài ra thì ở đây cũng có là đồng ý này, hay là vỗ tay này, hay là có giơ tay này. Đó, và mình có thể lướt sang bên này để thấy được là những ai đang tham gia. Và màn hình chính của giáo viên là người mà đang nói. Đó, ngoài ra thì mọi người cũng có ở đây là cái share này. Share này thì ấn vào đây thì mọi người sẽ có thể share được những cái tài liệu mà mọi người muốn mọi người ở trong phòng học có thể nhìn thấy. Đó, share bài tập chẳng hạn.
ngoài sử dụng ở trên điện thoại thì Zoom cũng có thể rất dễ dàng sử dụng ở trên máy tính. Và đầu tiên thì mình cũng chỉ cần search, mình chỉ cần tìm kiếm Zoom. Đó, và sau khi mà nó hiện ra cái giao diện trang như thế này thì mọi người sẽ ấn vào là download thôi. Đó, thì cá nhân mình thì mình nghĩ là mọi người nên tải cái phần mềm Zoom này, bởi vì là mình sẽ liên tục sử dụng phần mềm Zoom này ở trong lớp học của mình. Thì mình sẽ ấn vào là Zoom Client for Meetings nha, cái đầu tiên á, download về. Đó, sau đấy thì mọi người mở cái phần mềm này ra, ấn tiếp tục, cài đặt. Đó, và khi mà quá trình cài đặt đã thành công thì mọi người sẽ đóng lại. Đó, và nó sẽ hiện ra cái giao diện Zoom như thế này. Thì nó cũng sẽ rất là đơn giản. Ở trên máy tính thì nó cũng giống như điện thoại. Mọi người sẽ ấn vào Join a Meeting. Đó, thì mọi người có thấy không? Nó cũng là có cái Meeting ID như thế. Mọi người sẽ đánh cái mã số Meeting ID. Ở dưới này sẽ là tên của mọi người. Mọi người sẽ đổi tên, có thể bật video của mình. Đấy là tùy theo những cái sự lựa chọn của mọi người. Sau đấy thì mọi người sẽ ấn Join, mọi người sẽ ấn là tham gia. Phần mềm Zoom này thì nó có rất là nhiều giao diện bằng các thứ tiếng, nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa có tiếng Việt. Thế nhưng mà mình sẽ nói sơ qua, bởi vì giao diện thì nó cũng giống nhau thôi. Join Meeting thì là vào một cái buổi học, mọi người sẽ được thầy cô giáo ở Azura cung cấp cho mọi người sẵn một cái Meeting ID hoặc là một cái link. Mọi người chỉ cần nhập cái Meeting ID, có nghĩa là cái mã số lớp học. Và sau đấy thì ở phía dưới này mọi người đổi tên của chính mình. Ở dưới này thì nó có một cái, đấy là Remember My Name For Future Meetings. Thì có nghĩa là sẽ nhớ cái tên của bạn cho những cái buổi học sau, thì vẫn là cái tên như thế. Và mọi người mỗi lần như thế thì mọi người đều có thể đổi được ha. Tiếp theo nữa là Don't Connect To Audio. Thì có nghĩa là bạn chưa muốn vào thì bạn đã bật luôn tiếng, tùy theo cái sự lựa chọn của các bạn. Tiếp theo thì là Turn Off My Video, có nghĩa là hiện tại thì lúc mà mới bắt đầu vào buổi học thì bạn vẫn chưa bật cái video, bật cái màn hình của mình lên. Đó, thì nó là những cái thuật ngữ rất là đơn giản, rất là dễ dàng để sử dụng. Đó, và như thế là đã kết thúc cái phần giới thiệu sử dụng Zoom một cách hiệu quả của mình rồi. Và vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho mọi người cách sử dụng hiệu quả phần mềm Zoom. Mình mong là mọi người sẽ có thể tải cái phần mềm này trước và sử dụng thành thạo ở nhà để có thể có hiệu quả của lớp học được tốt nhất. Ngoài ra thì cá nhân mình thì mình nghĩ là hiện tại ở cái thời kỳ 4.0 này, việc học trực tuyến ý, nó có thể mang lại rất là nhiều tiện ích, có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho mọi người. Cái ưu điểm vượt trội của việc sử dụng phần mềm trực tuyến Zoom mà Azura đang hướng tới là có thể tương tác được với cả các học sinh qua phần mềm này y như một cái buổi học offline. Và mình rất là mong gặp lại mọi người ở trong các khóa học tiếp theo của Azura. Và nếu mà mọi người muốn nhận được những cái ưu đãi sớm nhất từ bên mình thì hãy truy cập ngay fanpage và gọi điện ngay đến hotline để có được sự tư vấn. Và ngoài ra thì nếu mà có thắc mắc gì thì mọi người cũng hãy liên lạc ngay với bọn mình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các khóa học Azura sau nha. Chào, minasan, mata ne.